Nhất vào ban đêm rất quan trọng đối với Bi. Cháu luôn vui vẻ và sẵn sàng nô đùa với tôi khi thức dậy. Nhưng trước đây khi dùng tã vải, cháu ngủ không được ngon vì bị ướt. Xin giới thiệu Pampers Baby Dry mới, mang lại cho bé sự khô ráo suốt đêm. Chỉ sau một lần bé tè, tã vải đã ướt rồi. Pampers siêu thấm hút nước nhanh chóng, nên ngay cả sau 5 lần tè, Pampers Baby Dry vẫn khô ráo. Nên Bi bây giờ luôn khô ráo suốt đêm. Lợi ích nhất là cháu ngủ thẳng giấc. Đây là điều mà các bà mẹ đều mơ ước. Pampers Baby Dry mới, khô ráo thoáng êm, suốt đêm ngon giấc. Pampers Baby Dry mang lại sự thoải mái và dễ chịu cho bé. Để miếng tã vào dưới mông bé, đặt phần trước tã thấp hơn rốn của bé, dán miếng dính chéo góc theo mũi tên. Khi đã vừa vặn bé rồi, chú ý eo phía sau cao hơn eo phía trước.